Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay chỉ là đầu tháng 2 thôi, vẫn còn đang là mùa đông của nước Sip, nhưng mà thời tiết rất là đẹp luôn, nắng rất là ấm. Và Hana đang trên đường đi siêu thị thì bỗng nhận được một tin nhắn của một bạn hỏi Hana là Hana cho hỏi một chút là trong hồ sơ mua bất động sản thì không có anh chị em của đương đơn. Vậy nếu ba mẹ của đương đơn có quốc tịch hoặc thẻ BA vĩnh viễn thì có thể bảo lãnh cho các anh chị em của đương đơn hay không? Và nếu có thì cụ thể như thế nào? Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Hana nhé. Trong trường hợp ba mẹ của đương đơn có quốc tịch Sip thì ba mẹ của đương đơn có thể bảo lãnh cho con cái với điều kiện con cái dưới 18 tuổi. Và mình cũng đã kiểm tra luật di trú Sip thì chỉ cho phép người có quốc tịch Cộng hòa Sip được bảo lãnh cho vợ hoặc chồng từ 21 tuổi trở lên và con cái hoặc là con nuôi dưới 18 tuổi thôi nha. Trường hợp nếu chỉ là BA vĩnh viễn thì không được phép bảo lãnh đâu nha. Nếu cả nhà có ai có câu hỏi gì về tư vấn định cư đảo Sip thì mọi người có thể đặt câu hỏi cho Hana nhé. Xin cảm ơn, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.